Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, trước khi đi vào các nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi xin thông báo với một số đồng các quý khán thính giả của KTV đang theo dõi các chương trình của chúng tôi trên kênh KTV1. Thưa quý vị, KTV1. Làm cái kênh truyền thông của KTV trước đây đã bị vô hiệu hóa. Đó là lý do trong các cái bản tin hay các cái tin tức chúng tôi phát trên kênh KTV1 là những cái thông tin cũ, thậm chí là những cái thông tin mới nhưng chậm hơn so với những cái thông tin chúng tôi phát sóng trên kênh KTV4, một cái kênh thông tin chính thức của KTV hiện nay. Chúng tôi đề nghị quý vị, những người theo dõi các cái thông tin trên KTV1, hãy trở về kênh KTV4 theo các cái đường link ở dưới mỗi clip video trên kênh KTV1. Và điều đó giúp cho số lượng người theo dõi ở kênh KTV4 tăng lên. Và các video của KTV4 sẽ được đề xuất và giúp cho những người ở Việt Nam có điều kiện tiếp cận với các chương trình mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự chiều hôm nay, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức liên quan tới tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam và các tin tức quốc tế nổi bật. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, ngoài những cái tin tức liên quan tới diễn biến của Hội nghị Trung ương 8, những cái tin tức từ Hà Nội cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sớm ra những cái nguy cơ mất uy tín tại Đại hội Trung ương 8. Đó là ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết định chuyển nội dung thay vì bàn thảo về những phương án nhân sự liên quan tới Đại hội 14. Ông Nguyễn Phú Trọng chuyển sang cho thảo luận một cái nghị quyết số 23 Bộ Chính trị, mà theo giới phân tích, những cái điều vừa kể của nghị quyết 23 không liên quan gì tới đời sống kinh tế chính trị xã hội Việt Nam. Và đó là một trong những lý do giới phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng cố ý đánh trống đảng. Ngoài ra, thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự chiều hôm nay, chúng tôi tiếp tục với những cái tin tức nổi bật trong tuần. Và bài nói sẽ được kết thúc bằng chương trình liên quan tới chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta chuyển sang một cái nội dung bản tin thời sự. Một cái bản tin thời sự đầu tiên chúng tôi tới với quý vị, đó là câu chuyện cựu lãnh đạo công ty lâm nghiệp ở tỉnh Bình Thuận lĩnh 3 năm tù giam về tội danh hủy hoại rừng. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết cựu tổng giám đốc, phó tổng giám đốc công ty lâm nghiệp Bình Thuận cùng bị tuyên án 3 năm tù về tội hủy hoại rừng. Theo đó, Tòa án Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ngày 6 tháng 10 đã đưa ra xét xử một cái vụ án sơ thẩm gây thiệt hại tài nguyên rừng và tuyên phạt các ông Nguyễn Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc công ty lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Hoàng Cầm, cựu phó tổng giám đốc, cả hai nhận một cái bản án 3 năm tù vì tội danh hủy hoại rừng. Và cùng với các cái tội danh với ông Dũng, các ông Nguyễn Văn Hiền, công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Sang cũng bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng đối với ông Phạm Văn Lăng, kiểm lâm hạt kiểm lâm Hàm Thuận Nam, bị tuyên phạt 1 năm tù cũng cho hưởng án treo với lý do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dư luận ở Bình Thuận cho rằng đây là một trong 7 bản án liên quan tới các vụ việc tham nhũng tiêu cực mà Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh Bình Thuận đã đưa vào một cái danh sách theo dõi chỉ đạo khi tổng thiệt hại về trữ lượng gỗ đã mất đi 2.400 mét gỗ, thiệt hại ước chừng 5 tỷ 700 triệu đồng. Được biết phiên tòa đã diễn ra từ ngày 26 tới ngày 29 tháng 9. Cả ba bị cáo vừa kể đã bị truy tố về một cái tội danh liên quan tới tội hủy hoại rừng. Song các bị can, bị cáo này đều kêu oan và đề nghị trưng cầu giám định những cái thiệt hại của vụ án. Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, một số luật sư của các bị cáo vừa kể cũng có các kiến nghị cho rằng những cái phương pháp và căn cứ
giám định viên ban hành kết luận giám định không phù hợp, không đúng với những quy định của pháp luật. Thậm chí các bị cáo còn cho rằng giám định viên đã giám định theo cái kiểu ước tính biến củi thành gỗ để quy kết và đề nghị giám định bằng một cái hội đồng giám định tập thể thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên được biết theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cho biết quá trình tố tụng của vụ án không có căn cứ để xác định các giám định viên trong vụ án làm việc không khách quan, không chính xác nên không có căn cứ để trưng cầu giám định tập thể. Đồng thời quan điểm của hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ những cái đề nghị cũng như các cái yêu cầu của các bị cáo cũng như các cái luật sư và tuyên phạt một cái bản án như vừa kể. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta đến với chương trình bản tin thời sự ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Theo Đài Á Châu Tự Do cho biết, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, người vừa mãn hạn tù 6 năm vào cuối tháng trước, nói ông bị công an bắt cóc, tra tấn và bức cung trong thời gian tạm giam để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Dũng, 47 tuổi, bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2017. Sau đó ông bị tòa sơ thẩm vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 kết án 7 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trong phiên phúc thẩm vào ngày 15 tháng 8 cùng năm, ông được giảm án xuống còn 6 năm tù nhưng án quản chế bị giữ nguyên. Hơn một tuần sau khi trở về nhà từ trại giam Nam Hà, ông nói với Đài Á Châu Tự Do: "Để đưa được tôi ra buộc xét xử, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Nghệ An đã áp dụng đầy đủ các biện pháp vi phạm nhân quyền mà lẽ ra tôi được bảo vệ theo pháp luật. Tôi bị bắt cóc, tôi bị tra tấn, tôi bị bức cung ở cả ba cấp độ, đó là ép cung, bẻ cung và bơm cung, bị xâm phạm thân thể, sức khỏe, bị xúc phạm danh dự và nhân phẩm." Ông cho biết trước khi bị công an Nghệ An bắt giữ, ông đã hai lần bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt cóc, đánh đập rồi buộc phải lên máy bay về Nghệ An để rồi lại bị công an địa phương bắt cóc và đánh đập khi vừa xuống sân bay. Sau khi bắt cóc được tôi vào ngày hôm đó là ngày 22 tháng 5 năm 2016, công an Nghệ An đã đánh đập tôi, đe dọa giết tôi, đe dọa hủy hoại thân thể tôi, giam giữ tôi trái pháp luật và đã bức cung tôi. Hơn thế nữa, họ còn ép tôi phải ăn hải sản trong thời gian biển miền Trung, khi đó vừa bị nước xả thải từ nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đầu độc. Trong lần thứ hai vào tháng 7 năm 2016, ông thuật lại lần bị bắt và bị khởi tố về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, một điều của Bộ Luật Hình sự thường được an ninh Việt Nam sử dụng để trấn áp giới bất đồng chính kiến. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2017, tôi tiếp tục bị công an Nghệ An bắt cóc khi đang chuẩn bị ăn mì tôm trưa, bị cong cả hai tay chân và tiếp tục bị đánh đập. Sau khi đưa tôi vào trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An bằng một lệnh tạm giữ, đáng lẽ ra tôi sẽ được bố trí ở buồng dành cho người bị tạm giữ có camera giám sát là P9A1A. Bởi vì lúc đó phiếu nhập tiền lưu ký của tôi cũng ghi rõ tôi bị tạm giữ ở P9A1A. Tuy nhiên, tôi lại bị đưa vào buồng dành cho người bị tạm giam không có camera giám sát là P1A1A. Sau khi đã đánh đập ông trong xe trên đường đến trại tạm giam Nghi Kim, công an cho nghi can hình sự đánh ông trong buồng tạm giam P1A1A không có camera giám sát nhằm khủng bố tinh thần ông. Ông Dũng cho biết trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra công an Nghệ An liên tục có hành vi đe dọa đánh đập và bức cung ông. Ông đã bị đánh đập và khủng bố tinh thần từ công an điều tra, công an trại giam và tù hình sự được bố trí ở cùng buồng giam. Ông nhớ lại thời gian 6 năm qua kể từ khi bị bắt. Quãng thời gian 6 năm vừa qua đúng là một quãng thời gian phải nói là rất vất vả trong thời gian bị tạm giam cũng như là quá trình thi án. Đương nhiên quá trình về sau này thì có đỡ hơn. Tuy nhiên giai đoạn khốc liệt nhất phải nói rằng là rơi vào cái giai đoạn là tạm giữ tạm giam, đây là một thời gian cực kỳ khốc liệt. Ông nói mình sẵn sàng đối chất với cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan công an tỉnh Nghệ An, điều tra viên, cán bộ trại tạm giam cũng như những người được bố trí tạm giam cùng ông lúc đó về việc họ tra tấn, đánh đập ông. Phóng viên có gọi điện cho lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An và công an thành phố Hồ Chí Minh để kiểm chứng thông tin ông Dũng cung cấp nhưng không ai nhấc máy. Sau phiên phúc thẩm, ông Dũng bị đưa đi thi hành án ở trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Tại đây, cũng như các tù nhân khác, ông bị buộc lao động, đan lát bằng cói và song mây. Khi ông đòi được trả công lao động và viết đơn phản đối việc bị buộc lao động không có thù lao, thì ông bị trại giam đưa đi kỷ luật cùng chân 10 ngày và sau đó bị biệt giam 2 năm. Ông cho biết những người tù khác như Phan Kim Khánh, Lê Thanh Tùng và Lê Đình Lượng cũng bị kỷ luật như ông sau khi tham gia phản đối lao động cưỡng bức. Do bị đối xử hà khắc, nhất là trong thời gian kỷ luật cùng chân và biệt giam, sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Hiện giờ, ông đang mắc hai bệnh thoái hóa xương khớp và đau dạ dày.
Ông Dũng nói mình bị oan và kết quả điều tra của Công an Nghệ An được làm ra bằng bức cung và nhục hình, nên ông đã nhiều lần viết đơn đề nghị xem xét lại bản án của ông theo thủ tục giám đốc thẩm. Cơ sở của việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đó là họ đã bắt cóc, đánh đập và bức cung tôi như thế này thì rõ ràng đó là họ sai so với thủ tục tố tụng hình sự rồi. Chỉ riêng điểm đấy đã đủ để viết một lá đơn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Sau khi bị chuyển đến trại giam Nam Hà và biết được khả năng không bị đánh đập như khi còn ở trại tạm giam Nghi Kim, ông Dũng đã ba lần gửi đơn khiếu nại về bản án của mình tới Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên, ông không nhận được phản hồi từ phía tòa án, cho dù cán bộ trại giam nói với ông rằng họ đã chuyển đơn của ông đi. Ông có dự định sẽ gửi đơn kháng nghị trong thời gian tới sau khi chữa trị bệnh tật để nâng cao sức khỏe. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vào ngày 6 tháng 10 tiếp tục hối thúc Việt Nam trả tự do cho nữ tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang. Thông cáo của RSF nêu rõ, nhà báo, cây viết nữ Phạm Đoan Trang nổi tiếng đã bị giam cầm 3 năm nay và đang phải thi hành bản án tù 9 năm theo cáo buộc ngụy tạo, tuyên truyền chống nhà nước. RSF thúc giục chế độ đang cai trị tại Việt Nam trả tự do cho bà này. Đúng 3 năm trước đây, vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, bà Phạm Đoan Trang bị bắt ngay tại nơi trú ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian bị biệt giam hơn 1 năm, bà Phạm Đoan Trang, nay ở tuổi 45, bị tuyên án 9 năm tù giam vào tháng 12 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Giám đốc Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của RSF, Cedric Albani, nêu rõ trong thông cáo, nhà báo Phạm Đoan Trang, người can đảm liều mạng sống của mình để đưa thông tin đến cho công chúng, xứng đáng được vinh danh như một anh hùng thay vì bị đàn áp bởi chế độ cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực đối với chế độ này nhằm trả tự do cho bà Phạm Đoan Trang cùng tất cả những nhà báo và những nhà bảo vệ tự do báo chí đang bị giam cầm ở Việt Nam. Hết trích. Kể từ khi bị bắt, bà hầu như bị cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và thân hữu. Theo RSF, ở Việt Nam, những nhà báo bị tù hầu như phải chịu sự ngược đãi có hệ thống và không được chăm sóc y tế. Việt Nam xếp thứ 178 trên 180 quốc gia về vùng lãnh thổ về chỉ số tự do báo chí năm 2023 do RSF thực hiện và là một trong những nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Khôi Nguyên giải Nobel Hòa bình năm 2023 là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Iran, bà Najed Mohammadi. Bà hiện đang bị cơ quan chức năng nước này giam tù. Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, lý do trao giải Nobel Hòa bình năm 2023 cho bà Najed Mohammadi vì cuộc chiến chống lại áp bức phụ nữ ở Iran và cuộc đấu tranh của bà nhằm thúc đẩy nhân quyền và tự do cho tất cả mọi người. Reuters loan tin ngày 6 tháng 10 với nhận định về bà Najed Mohammadi là một trong những nhà hoạt động nhân quyền hàng đầu của Iran. Bà hoạt động đấu tranh cho quyền phụ nữ, bà còn vận động cho việc bãi bỏ án tử hình. Hiện bà Najed Mohammadi đang phải thụ án 12 năm với nhiều bản án tại nhà tù Evin ở Tehran. Bà Najed Mohammadi là người phụ nữ thứ 19 được trao giải Nobel Hòa bình. Một phụ nữ khác được trao giải này gần nhất là nhà báo nữ Maria Ressa của Philippines vào năm 2021. Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho một chuyến thăm có thể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội vào cuối tháng 10 này hay đầu tháng 11 tới đây. Reuters loan tin ngày 6 tháng 10 dẫn nguồn từ những người được cho là thạo về tin này. Chuyến thăm đang được chuẩn bị của Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam ngay sau chuyến công du đến nước này của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden như thế, nêu bật tầm quan trọng chiến lược đang lên của trung tâm sản xuất Đông Nam Á này khi mà các siêu cường đang tranh giành ảnh hưởng trong khu vực cũng như căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Washington. Ngoài công tác chuẩn bị, hai người cung cấp tin còn nói hai phía đang thảo luận về bản tuyên bố chung mà sẽ được công bố trong chuyến thăm. Một trong những cụm từ đang được xem xét là vận mệnh tương quan trong phương châm 16 chữ vàng mà ông Tập hay dùng nhưng đang bị tranh cãi. Tuy vậy, một nguồn tin từ Việt Nam còn cho Reuters biết rằng chắc chắn cụm từ đó sẽ có trong tuyên bố chung. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc dự kiến vào giữa tháng 10 này sẽ sang Hà Nội để đúc kết về bản tuyên bố chung. Đối với công tác hậu cần, một trong những nguồn tin cho biết Trung Quốc đã cử một nhóm sang Việt Nam để chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho đoàn do Chủ tịch Tập dẫn đầu. Một nguồn khác nói rõ nhóm đang tìm 800 phòng khách sạn tại Hà Nội để đặt cho đoàn. Thời điểm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể trùng với kỳ họp Quốc hội sắp tới của Việt Nam.
Các mạng xã hội lớn gồm YouTube, TikTok và Facebook trong khoảng thời gian chỉ một tháng đã xóa gần 800 bài đăng có nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam cho là chống nhà nước hay không trung thực. Mạng báo Thanh Niên loan tin vừa nêu ngày 6 tháng 10 dẫn nguồn từ Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam. Cụ thể, YouTube xóa chừng 380 video, Facebook xóa hơn 360 bài đăng, TikTok xóa hơn 30 đường dẫn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Nội dung bị xóa được nói là không trung thực, tiêu cực, chống lại đảng, nhà nước, tổ chức cá nhân, xúc phạm lãnh tụ. AFP cũng loan tin với nhận định rằng chính phủ do đảng Cộng sản duy nhất lãnh đạo tại Việt Nam không dung thứ bất đồng và những hạn chế đối với mạng xã hội được sử dụng nhằm giới hạn quyền tự do biểu đạt. Toàn bộ truyền thông bị đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước và những tiếng nói chỉ trích trên mạng bị thường xuyên theo dõi. Vào ngày 5 tháng 10, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam công bố kết luận kiểm tra toàn diện suốt 4 tháng qua đối với TikTok. Theo đó, quy trình kiểm duyệt nội dung của mạng xã hội này bị cho là chưa hiệu quả, bỏ qua một số nội dung vi phạm luật pháp Việt Nam. AFP có yêu cầu TikTok, Meta, hãng mẹ của Facebook và Google, chủ kênh YouTube bình luận về tin vừa nêu, nhưng chưa nhận được trả lời. Hồi năm 2020, tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International công bố phúc trình với cảnh báo Facebook và Google nhanh chóng trở thành những công cụ phi nhân quyền tại Việt Nam. Tổ chức này cáo buộc các hãng lớn này hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm duyệt các tiếng nói đối lập ôn hòa và bày tỏ chính kiến tại Việt Nam. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các nội dung liên quan tới bản tin nổi bật trong tuần. Một cái tin tức đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là câu chuyện theo Đài Á Châu Tự Do cho biết. Ông Nguyễn Minh Sơn, 60 tuổi, một người thường sử dụng mạng xã hội Facebook để lên tiếng về nhiều vấn đề chính trị, xã hội ở Việt Nam, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 6 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Phiên tòa chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ trong buổi sáng ngày 29 tháng 9 tại trụ sở tòa án ở quận Hoàng Mai. Luật sư Ngô Anh Tuấn, người bào chữa cho ông Sơn, nói với Đài Á Châu Tự Do sau khi trở về từ phiên tòa. Sơn ông khai nhận toàn bộ cái hành vi của mình, ông cũng khai nhận các hành vi mà ông đã thực hiện và ông nói rằng là ông ấy có sai. Người ta cáo buộc có đúng không? Có một cái clip thôi, cái clip ông phát tán lên mạng thì ông quay trực tiếp thôi ạ. Tàng trữ tài liệu thì người ta không có truy cứu. Theo luật sư Tuấn, ông Sơn bị kết tội vì một video phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Bên ngoài phiên tòa xử nhà báo Công dân Lê Trọng Hùng vào cuối năm 2021, khi đó ông Sơn trong tình trạng say rượu, buông lời chửi bới Cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Luật sư Tuấn cho biết, ông tìm cách giảm nhẹ cho thân chủ bằng cách đề nghị xét xử theo cáo buộc khác, nhưng hội đồng xét xử không đồng ý. Tôi là phân tích nhưng tôi đánh giá là cho rằng là hành vi này có thể bị xử phạt ở một cái hình thức khác nó phù hợp hơn, có thể là hành chính. Cái vấn đề như này thì người ta có thể cân nhắc ở một cái tội danh khác như làm nhục người khác này, hay là thậm chí là giống như tội điều 331 đấy, hoàn toàn có thể làm được. Ông cho rằng bản án 6 năm tù giam đối với thân chủ của mình là vô cùng nặng nề so với hành vi đã thực hiện. Trong lời nói cuối cùng, ông Sơn xin lỗi, bày tỏ sự ân hận và mong được giảm nhẹ hình phạt. Luật sư không rõ ông Sơn có kháng cáo bản án hay không. Bà Nguyễn Thị Phước, vợ của ông Sơn, cho Đài Á Châu Tự Do biết bà không được vào phòng xử án. Mãi cho đến gần trưa bà mới được nhân viên bảo vệ cho vào, nhưng khi đó phiên tòa đã kết thúc và bà chỉ nhìn thấy chồng mình khi bị cảnh sát tư pháp dẫn giải rời khỏi phòng xử án. Ông Sơn tham gia nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội trong giai đoạn 2011-2018 để phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, phản đối chính quyền Hà Nội chặt phá cây cổ thụ ở trung tâm thành phố và một số vấn đề khác. Ông cũng có nêu quan điểm về tình hình xã hội Việt Nam trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, những người bạn của ông cho biết ông Sơn không phải là cây viết có tiếng tăm và có tầm ảnh hưởng lên người khác. Do vậy, việc ông bị bắt giữ theo Điều 117 làm nhiều người bất ngờ. Ông bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Công an khám xét nhà và tịch thu một số tài liệu, sách vở cùng với máy tính của ông. Đó là một cái hiện tượng xã hội, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục vận động một cái cuộc học tập theo gương Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, dư luận xã hội cho rằng di chúc của ông Hồ Chí Minh để lại yêu cầu hòa tán còn không làm, dùng lúc nào cũng nêu học tập theo gương Bác, có nhét cái chữ vào mồm như giáo sư Hoàng Chí Bảo mới đây. Liên quan tới một status của tiến sĩ Chu Hùng Quý đăng trên mạng xã hội với tiêu đề biến càng rồi. Theo tiến sĩ Chu Hùng Quý viết, giáo sư Hoàng Chí Bảo bóc phốt Trung ương Đoàn mạo danh Bác Hồ để bịa ra hẳn cả một cái bức thư giả danh Bác Hồ để gửi cho thiếu niên nhi đồng
rồi cắt gọt tỉa tót trở thành 5 điều Bác Hồ dạy, mà làm cách gì có điều nào yêu thương ông bà cha mẹ. Theo tiến sĩ Chu Hùng Quý, không phải một lần mà nhiều lần Trung ương Đoàn đã mạo danh ông Hồ Chí Minh, biết rồi hòng biết cái gì là thật, cái gì là giả, hoang mang quá. Làm tôi lỡ yêu Bác mấy chục năm, bây giờ chắc phải chuyển qua yêu ông Hoàng Chí Bảo như yêu Bác Hồ, Bác Mao mất thôi. Và rõ ràng, theo tiến sĩ Chu Hùng Quý, chúng ta cứ chê Hoàng Chí Bảo nhưng phải cảm ơn. Có những lúc Hoàng Chí Bảo cũng lóe sáng, có thể vì để cầu khách cầu lại, Hoàng Chí Bảo đã vượt qua những cái giới hạn của ban tuyên giáo. Hoàng Chí Bảo đã bắt đầu bóc mẽ những cái điều giả dối trong năm lời dạy của Hồ Chí Minh, dạy các cháu thiếu niên nhi đồng. Và thưa quý vị, bên cạnh những cái câu chuyện ông Hoàng Chí Bảo, một cái diễn thuyết gia chuyên nói ca ngợi ông Hồ Chí Minh, một cái sự kiện mà dư luận cũng hết sức quan tâm, đó là câu chuyện nghệ sĩ Quang Tèo đã phòng ông Hồ Chí Minh làm tổ nghề sân khấu. Trên mạng xã hội chia sẻ một cái tấm hình cho thấy tượng ông Hồ Chí Minh đã được đặt trong một cái buổi lễ giỗ tổ sân khấu do diễn viên hài Quang Tèo tổ chức tại Thạch Thất Hà Tây. Theo Facebooker Kim Văn Chính, cựu giảng viên của Học viện Chính trị Hồ Chí Minh cho biết, nghệ sĩ Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, là một nghệ sĩ xuất thân từ quân đội, mang quân hàm thượng tá. Thời kinh tế thị trường, Quang Tèo đã thành công trong các vai hề tầm phào rẻ tiền cùng với Giang Còi, nhưng được công chúng bình dân ở Việt Nam hết sức ưa chuộng, biểu diễn cũng thành công và thu đủ tiền để trở thành một cái đại gia. Quang Tèo hiện nay có một cái biệt thự rộng 1.000 m² ở Thạch Thất, Hà Nội. Vẫn theo Kim Văn Chính, Quang Tèo đã nhiều lần đóng quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng sai quy định nên đã bị phê phán nhiều lần. Gần đây, người ta thấy Thượng tá Quang Tèo đã học theo Hoài Linh tổ chức những cái chỗ tổ nghề sân khấu ngay tại biệt thự riêng của anh ta. Một cái bàn thờ dỗ tổ nghề đặt tượng Hồ Chí Minh ở giữa. Điều đó, theo tác giả Kim Văn Chính, Quang Tèo đã phòng Hồ Chí Minh là cụ tổ nghề của bọn họ, trong khi ông Hồ Chí Minh chưa từng bao giờ làm nghề sân khấu mua vui cho thiên hạ. Kể cả nghề đầu bếp, nghề thợ ảnh, ông Hồ Chí Minh cũng làm. Đồng thời, nhà báo Kim Văn Chính bình luận, kinh tế thị trường đã làm cho nghề sân khấu giải trí cũng như giới showbiz được thăng hạng lên ngôi, và nhiều người trở nên giàu to vì nghề sân khấu, được xã hội trọng vọng, ca sĩ hát hay giờ trở thành thần tượng của các nhóm thanh niên. Một số ý kiến khác nêu ra những suy đoán cho rằng có lẽ Quang Tèo căn cứ vào cái tấm ảnh ông Hồ Chí Minh cầm một cái khăn tay rơm rớm nước mắt khóc nạn nhân trong chiến dịch cải cách ruộng đất, nên Quang Tèo đã phòng tổ nghề đóng kịch cho ông Hồ Chí Minh là đúng bài. Trở lại câu chuyện giáo thư Hoàng Chí Bảo bóc phốt cho rằng Trung ương Đoàn mạo danh Bác Hồ để bịa ra một cái bức thư giả danh Bác gửi cho thiếu niên nhi đồng để trở thành 5 điều Bác Hồ dạy. Thưa quý vị, không phải chỉ riêng ông Hoàng Chí Bảo nói, mà những cái câu chuyện đó trước đây nhiều năm, nhà văn Nguyễn Quang Lập tức Bọ Lập có đăng status trên trang Facebook cá nhân với tựa đề 5 điều Bác Hồ Chúc dạy. Nhưng rõ ràng qua phát ngôn của một cái người diễn thuyết về ông Hồ Chí Minh thì vấn đề đó nó trở thành một vấn đề to chuyện. Trên trang Facebook cá nhân của nhà văn Nguyễn Quang Lập viết, ngày 15 tháng 5 năm 1961, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong, Trung ương Đoàn đã muốn có một cái bức thư Bác Hồ gửi cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Nhưng khi đó Bác đang ở nước ngoài. Lúc đó ông Hồ Chúc là bí thư Trung ương Đoàn, một cái người họ hàng với ông Hồ Chí Minh, đã soạn ra một cái bức thư Bác Hồ gửi cho các cháu thiếu niên nhi đồng, cuối thư có 5 điều Bác Hồ dạy. Được biết sau này, khi Bác Hồ từ nước ngoài về Việt Nam, ông Hồ Chúc mang thư tới báo cáo cho Bác. Bác Hồ đọc muốn sửa chữa đôi chỗ, nhưng nói mà thôi, báo đã đăng rồi, Bác không sửa nữa. Và từ đấy, theo nhà văn Nguyễn Quang Lập, các cháu thiếu niên nhi đồng đều được học tập theo lời Bác Hồ Chúc dạy. Hè hè. Ngoài ra, trong một cái lưu bút để lại, nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết,
Trong cuốn sách chúng ta có Bác Hồ 3 tập của nhà xuất bản Lao động có đăng câu chuyện vừa kể. Song nhà xuất bản Lao động cho rằng bức thư trên là của vợ ông Nguyễn Khanh Toàn, Ủy ban Khoa học Việt Nam. Theo nhà văn Nguyễn Quang Lập, bà này tên gì tôi quên mất, nhưng bà này làm việc ở Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng. Đồng thời nhà văn Nguyễn Quang Lập khẳng định câu chuyện này tôi trực tiếp nghe từ ông Hồ Trúc mà ra. Và thưa quý vị, xung quanh câu chuyện tên tuổi của ông Hồ Chí Minh có rất nhiều những cái vấn đề mà mạng xã hội đã gây ra những cái điều rắc rối. Theo nhà báo Đồng Phụ Việt, trong một cái bài bình luận với tựa đề Bác nào là vỏ, bác nào là ruột, đây là một cái bài viết đăng trên trang web của Đài Á Châu Tự Do ngày 6 tháng 11 năm 2022. Theo tác giả Đồng Phùng Việt, bác nào là vỏ, bác nào là ruột, trong cái giao diện nhóm trại cháu Bác Hồ bị báo Bác Giang gạch chéo, và đến nay trang fanpage của nhóm này không còn tìm thấy nữa. Sau đó công an Việt Nam đã xác định nhóm trại cháu Bác Hồ trên Facebook là một cái thủ đoạn của các đối tượng phản động chống đối ở trong nước. Nhưng những cái đối tượng này đã dùng một cái khẩu hiệu Bác Hồ là nhất, đảng là nhất, tổ chức hội liên minh những cái người yêu Bác Hồ để lừa bịp lôi kéo học sinh sinh viên, thanh niên trí thức trẻ tham gia, và từ đó để hình thành các lực lượng đối lập chống đảng chống nhà nước. Theo Bộ Công an cho biết, tính đến thời điểm trang web đóng cửa, nhóm này đã lừa bịp lôi kéo dụ dỗ hơn 18.000 người tham gia. Theo tác giả Đồng Phục Việt, tôi thử tìm trên trang Facebook thì không chỉ có một mà có rất nhiều những cái nhóm trại cháu Bác Hồ. Có những nhóm yêu cầu thành viên phải thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, có những cái nhóm thì dẫn câu ca dao một thời được dùng trong tuyên truyền về Đảng và Bác, đó là Bác Hồ hơn mẹ hơn cha, công lao giải phóng bao la biển trời. Nó là một trong những cái tiêu chí để thu nạp thành viên. Theo tác giả, một cái sự sùng bái Bác Hồ ở một số trang trại Bác Hồ trên mạng xã hội dễ làm người ta ngạc nhiên, bởi hóa ra Việt Nam không phải là Bắc Hàn. Chẳng có bạn Facebook tên là Lý Tông Anh đã khoe ảnh chụp bàn thờ trưng bày tấm ảnh các Mác Hồ Chí Minh và Lenin. Đồng thời Lý Tông Anh đã kể mình công nhận Bác Hồ rất linh. Vợ chồng mình lấy nhau được nhiều năm nhưng chưa có em bé. Từ khi gia đình thỉnh ba Bác, tức các Mác Lenin Hồ Chí Minh, về thì vợ mình tự nhiên đậu thai có em bé tức thì. Do vậy ai hiếm muộn, khó có con thì nên thỉnh Bác Hồ về thờ. Bác Hồ mát tay lắm, vuốt đầu đẻ đấy. Ngoài ra những cái nhóm trai cháu Bác Hồ trên Facebook, nó trở thành một cái diễn đàn để chửi rủa, thậm chí sử dụng vô số những cái từ ngữ hết sức tục tĩu để người ta mạt sát thậm tệ những cái người Việt không sùng bái Hồ Chí Minh. Những ai không tin đảng thì bị các cái nhóm trại cháu Bác Hồ xếp loại, loại bà què. Những cái nhóm trại cháu Bác Hồ trên Facebook thậm chí nó còn làm cái nơi tích cực bảo vệ những cái quan điểm lịch sử một thời xem được là chính thống, nên các trang này đã chỉ trích cả chính quyền khi đột nhiên tổ chức rầm rộ, rồi những cái cơ quan truyền thông chính thức vốn vẫn xem là một tổ chức của đảng kiên định về lập trường. Thậm chí báo Nhân dân tường thuật hết sức trang trọng về cái lễ dỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt mà trang này tố cáo, đó là tại sao báo đảng lại tổ chức dỗ tổ một cái tên bán nước. Theo tác giả Đồng Phục Việt, tại sao những cái trang cá nhân lập nhóm trại cháu Bác Hồ bị xếp vào loại phản động chống đối ở trong nước, các cái thành viên được coi là những cái kẻ nhẹ dạ cả tin bị lôi kéo, và công an Việt Nam phải lên tiếng khuyến cáo rằng cần phải nâng cao cảnh giác với những cái thủ đoạn diễn biến. Thử xem và đối chiếu thì dường như chỉ có một cái câu trả lời là dù hoàn cảnh tình thế đã thay đổi tới một cái mức chính quyền phải điều chỉnh các cái quan điểm lịch sử, chính quyền lặng lặng tự chuyển đổi giọng điệu, nhiều cá nhân tuyên xưng Bác Hồ là nhất, đảng là nhất, đã không chịu tự cải tạo về quan điểm lập trường, vậy mà bọn này nó vẫn cứ khư khư ôm chặt quan điểm lịch sử một thời từng được khẳng định là đúng đắn, cho nên mới bị chính quyền và Bộ Công an Việt Nam
vốn dĩ cũng đề cao Bác Hồ là nhất, Đảng là nhất, bây giờ quay trở lại cáo buộc đả kích những cái kẻ bảo thủ, giữ vững lập trường đối với Đảng là những cái kẻ xuyên tạc lịch sử, nhất là liên quan tới chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Hải chiến Hoàng Sa, Hải chiến Gạc Ma. Theo tác giả cho biết, dấu vẫn tiếp tục đồng ca cùng chính quyền về những cái điều được gọi là dân chủ gấp vạn lần tư bản tại Việt Nam. Nhưng rõ ràng các chàng chạy cháu Bác Hồ đã bị dán nhãn thâm độc và tinh vi, bởi càng ngày càng nghĩ khác, nói khác với cái quan điểm mới về lịch sử của Đảng. Ví dụ an ninh y tế, an ninh tiền tệ thì đang ngả nghiêng, mà lại chỉ trích ai còn dám gửi tiền vào ngân hàng. Khách hàng gửi 52 tỷ đồng tiết kiệm vào ngân hàng, mất trắng do ngân hàng giao nhầm cho người khác. Vậy mà ngân hàng không chịu trách nhiệm, còn tìm cách trốn tránh, không chịu giải quyết hậu quả. Hay những cái kẻ chỉ trích Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc ngay sau khi kết thúc Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3. Có lẽ đó là những giọt cuối cùng làm tràn ly Bộ Công an và Cơ quan Tuyên giáo, và Cơ quan Tuyên giáo chịu đựng không nổi. Và đó là lý do tại sao câu chuyện trại cháu Bác Hồ đã bày hai tấm ảnh chụp cùng ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình. Một cái tấm thứ nhất ghi lại cảnh ông Tập Cận Bình ngoảnh mặt nhìn ông Nguyễn Phú Trọng đang đọc một cái diễn từ gì đó. Người Photoshop tấm này thêm vào hai chú thích. Đối với ông Tập Cận Bình, đó là câu "Tao viết sao mày cứ đọc vậy". Còn đối với ông Trọng thì từ đó là "Dạ, vâng". Một cái tấm thứ hai ghi lại cảnh Tập Cận Bình sánh vai với ông Nguyễn Phú Trọng, nhìn về phía trước, và người Photoshop đã thêm vào hai chú thích. Đối với ông Trọng đó là câu "Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp làm thần nô lệ cho Trung Hoa, như 1000 năm nô lệ giặt tàu khi xưa". Và với Tập Cận Bình, người ta chú thích đó là câu "Con ngoan lắm lũ ạ", kèm theo một cái nhận định nhìn mặt bọn nô lệ tay sai là nó toát ra mặt. Trong khi đó, một cái group trên trang Facebook có tên "Trại cháu Bác Hồ" và "5 điều Bác Hồ dạy" sau khi bị Công an Việt Nam điểm mặt chỉ tên, và chuyện điểm mặt chỉ tên trên báo Bắc Giang được một số cơ quan tuyên truyền nhà nước đăng lại. Trại cháu Bác Hồ khẳng định trại cháu Bác Hồ luôn luôn yêu Bác nhé, nhưng một số trang Facebook trại cháu Bác Hồ đã tự đóng cửa hay bị đóng cửa, và một cái tuyên ngôn đó là "Bác Hồ là nhất, Đảng là nhất, thờ Bác Hồ bảo vệ Đảng ở xứ, dân chủ gấp vạn lần tư bản", vẫn có thể lâm vào một cái tình trạng vì tỏ ra bất kính đối với Bác khác cả vì ngây thơ. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam hôm qua với hôm nay vẫn là một, ở một cái xứ dân chủ gấp vạn lần tư bản, nếu ai không đủ tỉnh táo để nhận ra Bác nào là vỏ, Bác nào là ruột, thì vẫn có thể bị cáo buộc lừa bịp dụ dỗ lôi kéo và trở thành những cái tội phạm an ninh quốc gia. Ngoài việc tiêu tốn ngân sách nhà nước cho các hoạt động làm theo gương Bác Hồ, dư luận xã hội cho rằng hậu quả nó lớn hơn, và nó hình thành một cái thế hệ chỉ biết làm theo một cái hình mẫu khác do người khác định hướng chỉ đạo. Thế hệ trẻ không được tự do khám phá, thể hiện những cái khả năng của bản thân. Khi thần tượng một ai đó, thì lúc đó người ta sẽ bỏ qua giá trị của bản thân mình, thay vì giáo dục những cái giá trị tự do, tự tìm hiểu những cái khả năng của mình. Thì bây giờ giới trẻ Việt Nam, họ vẫn lấy gương Bác Hồ làm tiêu chuẩn, và việc dạy giới trẻ phải làm theo một cái tấm gương của ai đó hoàn toàn không có tác dụng gì tốt, mà ngược lại nó mang lại những cái hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Nó là tạo nên một cái lối mòn trong tư duy, nó khiến cho lớp trẻ thụ động và hoàn toàn không có lợi trong việc xây dựng đất nước. Giảng viên đề viết trên trang "Trại cháu Bác Hồ", theo đó những ai đi ngược lại với hệ thống tuyên truyền của nhà nước đều sẽ bị trù dập và tấn công. Sự tôn sùng lãnh tụ mù quáng, nó đã bóp nghẹt cuộc tranh luận, và những người có ý kiến trái chiều thậm chí còn bị coi là những kẻ phản bội. Và đây là một cái con đường ngắn nhất sinh ra các lãnh đạo độc tài. Họ có thể hủy diệt cả một cái quốc gia dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Và thưa quý vị, hy vọng cái câu chuyện nửa buồn nửa vui chúng tôi dẫn tới quý vị trong tối ngày nghỉ thứ bảy sẽ giúp cho quý vị có những cái phút giây cười sảng khoái. Thưa quý vị, liên quan tới câu chuyện một đoàn của Thành ủy Hà Nội sang Trung Quốc dự tập huấn lớp đào tạo cán bộ nguồn, đó là những cái lãnh đạo tương lai của các quận, huyện, các sở ban ngành cùng ban nhân dân thành phố Hà Nội. Điều đó đã gây ra những cái phản ứng của dư luận xã hội không đồng tình, và người ta không hiểu lý do gì tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam song song tồn tại cả mối quan hệ với Hoa Kỳ với một mục đích ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi một mặt khác họ vẫn để cho Trung Quốc đào tạo các cái cán bộ ngược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Thông trong cái bài viết Ngoại giao cây tre không qua mặt được người tử tế, theo nhà báo Nguyễn Thông, ngoại giao cây tre nó chỉ lừa được những cái kẻ dại khờ hay những cái kẻ tham lam bị lợi dụng, chứ nó không thể qua mặt được người tử tế. Bởi thiên hạ bây giờ thừa biết, nó là một cái kiểu trí trá khôn lỏi, đi hai hàng, gió chiều nào che chiều ấy. Việt Nam cho rằng họ chơi với tất cả, không phân biệt ai. Tốt xấu hay giờ, đúng phải trái đúng sai. Việt Nam sẵn sàng làm bạn với tất cả, đủ loại thượng vàng hạ cám không chừa một ai, kể cả những cái kẻ bị lương tâm con người lên án. Theo tác giả, chính sách ngoại giao cây tre mỗi lần nhắc tới, lãnh đạo Việt Nam thường tỏ vẻ đắc chí, họ tự cho rằng đó là kết quả của một cái trí tuệ siêu việt, một bộ óc vĩ đại. Cụ thể mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Brazil còn cất công đem ra một cái bức tranh vẽ bụi tre để tặng cho Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, và điều đó khiến cho bà Chủ tịch Đảng Cộng sản tấm tắc khen ngợi chính sách ngoại giao cây tre. Để rồi chả biết có bắt chước hay không, ai khen chứ bà Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil khen cũng bằng không, bởi vì ở trong quốc gia dân chủ như Brazil thì Đảng Cộng sản cũng chỉ tồn tại cho vui cửa vui nhà. Theo nhà báo Nguyễn Thông, ngoại giao cây tre chỉ lừa được những cái kẻ dại khờ, những cái kẻ thích một cái lá mặt lá trái, theo lối ở với bột mà cáo cả xa, đi với mà mặc áo giấy, chơi hay quan hệ với ai, nhưng chỉ cốt có lợi cho bản thân mình. Đừng nghĩ người ta không biết, người ta biết cả đấy, người ta hiểu cả đấy. Chính vì vậy chả ai dạy gì chơi, chơi hết mình với một cái đứa không thật thà, bắt cá hai ba tay, chơi với tất cả, làm bạn với mọi người, thực chất là không chơi với ai, quanh đi quẩn lại vẫn là tự cô lập. Mình chơi với mình tự sướng, ta là ta, cứ say ta. Bạn thật của cả những cái đối tượng có vấn đề như Nga, Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc, và điều đó khiến cho những cái người có lương trì, người ta có đầy đủ những cái suy nghĩ để biết rằng chẳng qua là cái hành động mưu tầm mưu mã tầm ngã mà thôi, cho nên chẳng ai dám đặt niềm tin vào thằng ba phải đù đưa thực dụng với kỳ. Cứ nhìn Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc với các cái hạn chế đại biểu chống vắng, người ta đâu có thèm nghe. Và thưa quý vị, vẫn liên quan tới việc Bắc Kinh đang đào tạo cán bộ nguồn cho Việt Nam. Trong một cái bài viết có tựa đề Bắc Kinh đang đào tạo cán bộ nguồn hay huấn luyện gián điệp để phá hoại Việt Nam. Theo đó, một cái tấm hình được truyền thông nhà nước loan tải ngày 26 tháng 9 đã cho thấy Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại cái lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Theo giới phân tích lâu nay, có những cái đánh giá cho rằng dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, việc Việt Nam đưa sang Trung Quốc các cán bộ cấp cao hay cán bộ nguồn nằm trong cái chương trình quy hoạch lãnh đạo chủ chốt, bộ máy, đảng và nhà nước trong tương lai. Theo giới phân tích, có một điều đáng lo lắng, đó là với một cái bản chất thân như tàu, Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ dỗ, mồi chuột và gài bẫy, kể cả các đối tượng lãnh đạo Việt Nam là những cái kẻ rất dễ bị lung lạc. Thậm chí Trung Quốc có thể dùng áp lực để đe dọa, khiến cho họ phải đi tới chỗ bị thu phục và chấp nhận làm việc. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết, một người từng bị giam chung với những cái người hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, đó là tù nhân lương tâm ông Phạm Văn Trội, cho biết
Từ năm 1993 đã có các đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc để học tập một cái mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Được biết, mỗi đoàn cán bộ Việt Nam sang học tập ở Trung Quốc có khoảng 20-30 người từ các ngành quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục, đặc biệt là lực lượng hải quan. Ngoài ra, các đoàn của các tỉnh, thành phố cũng sang Trung Quốc huấn luyện hàng năm. Mà tại các khóa học này, người của Cục Tình báo Hoa Nam với những vỏ bọc khác nhau, họ sẽ tham gia giảng dạy và đào tạo. Theo ông Phạm Văn Trỗ cho biết, chương trình học tập này do Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức khi về nước thông qua các bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh. Những nhiệm vụ cán bộ nguồn sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đó là một cái hình thức cài cắm người của tình báo Trung Quốc. Theo nhà văn Phạm Viết Đào, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, một cái người từng tu nghiệp chuyên ngành văn chương tại Romania, một cán bộ của ngành thanh tra Bộ Văn hóa, đầu năm 2013 được biết ông Phạm Viết Đào đã bị kết án 15 tháng tù vì tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự cũ. Nhà văn Phạm Viết Đào đã viết trên trang Facebook cá nhân cho biết, thời gian ở tù, ông đã ở chung với rất nhiều người Việt Nam hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Nhà văn Phạm Viết Đào còn tiết lộ ông từng bị giam chung với em trai ông Nguyễn Xuân Phúc và cháu ông Trần Đại Quang. Theo ông Phạm Viết Đào, thành phần người Việt làm gián điệp cho Trung Quốc rất đa dạng. Có người là bộ đội biên phòng, có người làm trong ngành hải quan, có người là gián điệp của Việt Nam đánh sang Trung Quốc nhưng bị phát hiện, sau đó quay sang làm gián điệp cho địch. Đặc biệt nhất, ông Phạm Viết Đào cho hay, trong số tù nhân ông được tiếp xúc, có Phạm Minh Đức, sinh năm 1957, quê ở Hà Nội, từng là phó ban tổ chức Trung ương. Và nhờ sự can thiệp của Bắc Kinh mà Phạm Minh Đức chỉ nhận một cái bản án có 5 năm về tội danh hoạt động gián điệp, dù rằng Đức thuộc dạng đối tượng gián điệp loại 1. Một cái câu chuyện thứ hai, theo ông Phạm Viết Đào cho hay, theo lời kể của những cái bạn tù bị bắt về tội kinh doanh hóa đơn VAT hay hóa đơn đỏ, người bạn tù của ông Phạm Viết Đào cho biết, ở Hà Nội song song tồn tại đồng thời hai bộ tài chính để cung cấp hóa đơn đỏ VAT. Một là Bộ Tài chính ở địa chỉ số 9 Phạm Hùng Chú, Hà Nội, và một cái bộ tài chính thứ hai nằm ở Chợ Trời. Và chính vì vụ này, theo ông Phạm Viết Đào không hiểu lý do gì, Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Đinh Tiến Dũng đã bị kỷ luật, nhưng sau Đại 13, người ta vẫn thấy ông Đinh Tiến Dũng lên chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Được biết, vụ việc vừa kể có liên quan tới Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng. Và thưa quý vị, dư luận xã hội Việt Nam cho rằng, những cái câu chuyện vừa liệt kê từ các nhân chứng là những cái người có uy tín xác nhận được ở Việt Nam để thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Việt Nam ý như chủ động mang mỡ đi nộp cho mèo Trung Quốc, tức là mang cán bộ cao cấp thuộc diện cán bộ nguồn cho Bắc Kinh, mà thực chất để tình báo Hoa Nam huấn luyện, đây là những tín hiệu hết sức nguy hiểm. Thử hỏi rằng Trung Quốc sẽ dạy cho các cái lãnh đạo cán bộ nguồn của Việt Nam là thế hệ lãnh đạo trong tương lai một cái câu hỏi Hoàng Sa Trường Sa cũng như 90% Biển Đông là của ai? Và thưa quý vị, chắc chắn câu hỏi vừa kể cũng là câu trả lời để quý vị thấy một cái sự thâm hiểm trong chính sách cũng như sự tiếp tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái bài bình luận của BBC liên quan tới việc kỷ luật Bí thư Bến Tre, ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, với lý do kê khai tài sản không trung thực. Liên quan tới cái bài viết, bên cạnh đó, dư luận xã hội ở Việt Nam đưa ra những cái so sánh cho rằng việc lấy lý do để kỷ luật Bí thư Bến Tre, ông Lê Đức Thọ, kê khai tài sản không trung thực làm cái điều bất hợp lý. Bởi người ta so sánh một cái câu chuyện mà ai cũng biết, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018 đã nói với cử tri quận Cầu Giấy. Ông Trọng nói rằng việc kê khai tài sản làm cái điều ảnh hưởng tới bí mật đời tư. Qua đó, ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện, đối với tôi đó là cái việc không cần thiết.
Vậy thì tại sao Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương lại kỷ luật ông Lê Đức Thọ với một cái lý do không kê khai tài sản trung thực? Theo BBC cho biết, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13 tiến hành họp trong một tuần từ ngày 2 tới ngày 8 tháng 10 năm 2023. Ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương đã công bố một cái danh sách các cái quan chức cấp cao bị kỷ luật. Nổi bật hơn đó là Bí thư Bến Tre, cựu lãnh đạo Vietinbank ông Lê Đức Thọ. Ngoài ra, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến cũng chính thức bị thi hành kỷ luật. Còn một cái nhân vật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ông Đìa Cơ Đế bị loại khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Theo BBC, một cái nhân vật đáng quan tâm đó là trường hợp ông Lê Đức Thọ, một cái người sinh năm 1970 ở Phú Thọ, miền Bắc Việt Nam. Ông Lê Đức Thọ ở tuổi 53 nhưng đã có một chức vụ cuối cùng, đó là bí thư một cái tỉnh trong miền Nam, được báo chí Việt Nam ngày 4 tháng 10 nói đến rất nhiều. Một số trang còn đăng các cái hình ảnh tiểu sử con đường công danh nhanh chóng của các cái chức vụ khác nhau mà ông Lê Đức Thọ đã từng trải qua, dường như để minh họa cho cái vụ việc mà Ban Chấp hành Trung ương cho là có những cái điều đảng viên không được làm. Đặc biệt là sự biến động của tài sản của ông Lê Đức Thọ đã được vạch rõ. Theo đó, truyền thông nhà nước cho rằng báo chí nhà nước đã nhắm đến một cái câu chuyện ông Lê Đức Thọ giải trình nguồn gốc và những cái biến động tài sản không trung thực, không đúng các quy định của đảng và pháp luật nhà nước. Tuy nhiên, theo BBC cho rằng những cái bài viết trên trang chính phủ .vn không nói rõ những cái chi tiết việc vi phạm vừa kể liên quan tới các cái tài sản nào và ở đâu. Trong khi đó, với ông Trịnh Văn Chiến và các cái quan chức ở Thanh Hóa, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, những cái vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa trong các cái nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã gây ra những cái hậu quả hết sức nghiêm trọng, khó có thể khắc phục các thiệt hại và những cái nguy cơ thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã để rất nhiều các cái cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, gây ra những dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Liên quan tới trường hợp của Bí thư Trịnh Văn Chiến, theo BBC từ năm 2016, mạng xã hội đã rộ những tin tức liên quan tới việc ông Trịnh Văn Chiến có nhân tiền làm cái nhân viên Sở Xây dựng Thanh Hóa. Cũng trên mạng xã hội công bố người phụ nữ đó có cái số tài sản khổng lồ được biết là cất giấu cho ông Trịnh Văn Chiến. Ngoài ra, hàng loạt các cái tên tuổi quan chức lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã được đưa ra và tất cả họ đều bị kỷ luật. Theo BBC, tháng 9 vừa qua, báo Nhân dân cũng cho hay một cái kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị thi hành kỷ luật đối với một loạt ban và các cái cán bộ ở Đảng bộ Thanh Hóa cũng như Quảng Ninh. Đã đề nghị thi hành kỷ luật một loạt ban và các bộ ở Đảng bộ Quảng Ninh cũng vì vi phạm các cái khuyết điểm trong 10 năm từ 2011 đến 2021 và các cái vụ việc liên quan tới các dự án, các cái gói thầu với tập đoàn IEC, tập đoàn FLC đã được báo Nhân dân nêu ra trong cái văn bản công bố ngày 21 tháng 9. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau kỳ họp hai ngày 19-20 tháng 9 năm 2023, với cái sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết trách nhiệm đối với những cái vi phạm khuyết điểm thuộc về Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Theo BBC, trong hệ thống quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc nêu tên công khai các quan chức bị kỷ luật trên báo, điều đó có nghĩa là sự nghiệp chính trị của họ đã chấm dứt và trong một số trường hợp họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi một cái hiện tượng các quan chức Việt Nam vẫn giữ thói tham lam vơ vét của cả nhà nước, nhân dân để tư túi, sở hữu những khối tài sản kích xù, những cái thông tin vừa kể được truyền thông nhà nước nêu ra
trong hàng chục năm nay. Đó là một vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng liên quan tới tính đạo đức. Song rõ ràng, những cái việc quan chức, thậm chí cả một cái cơ sở đảng đầy quyền lực như Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã có những vi phạm kéo dài cả một thập niên, thậm chí lâu hơn. Điều đó nó cho thấy một cái vấn đề mang tính hệ thống sâu rộng, chứ nó không chỉ là một chuyện tư cách đạo đức của một cá nhân hay sự suy thoái tư tưởng. Mà cái điều đó bạn cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam họ đang cố gắng làm đó là đối phó với những chỉ trích của dư luận trong nước cũng như quốc tế, như các trang báo thừa nhận về việc các quan chức lãnh đạo vi phạm những cái quy định về những cái điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Điều đó đã gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, tạo ra những cái dư luận xấu trong xã hội. Và điều đó, theo truyền thông nhà nước, cho rằng nó làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền các địa phương. Cùng lúc đó, các hiện tượng chiếm đoạt tài sản của công, biến của công thành của tư, nhờ quyền lực nhà nước của các quan chức cấp cao vẫn diễn ra và được truyền thông nhà nước thường xuyên ghi nhận và công bố. Đó là câu chuyện các cái biệt thự, các cái vùng đất có cái vị trí đắc địa mà người ta gọi là đất vàng. Theo báo Công an Nhân dân ngày 26 tháng 9 năm 2023, trong cái bài viết có tựa đề kê khai biệt vụ, báo Công an đã nói về cái hiện tượng các cái quan chức Việt Nam bao giấu đi những khoản tài sản bất minh khổng lồ, và báo Công Nhân cho rằng đó là một hiện tượng rất phổ biến. Theo báo Công an Nhân dân, câu chuyện các cái quan chức sở hữu hàng loạt các cái biệt vụ, các cái dinh thự, các trang trại, đất đai, nhưng họ giấu giếm, họ không kê khai trung thực, làm cái vấn đề gây nhức nhối trong dư luận hiện nay. Ngày nay dường như các cái tài sản để xác định sự giàu có của quan chức không bằng các cái khối động sản, mà đó là những cái khối bất động sản. Bởi đơn giản giá trị của những cái ô tô sang trọng nhất cũng chỉ 5-7 tỷ hay 1-2 chục tỷ. Giá trị vài trăm cây vàng, nó chẳng thấm tháp gì so với những cái lô đất, những cái khu biệt thự ở những cái vị trí đắc địa có trị giá hàng trăm, thậm chí lên cả nghìn tỷ đồng. Vẫn theo báo Công an Nhân dân cho hay, một cái điều đáng chú ý đó là cái trào lưu gom đất, xây dựng các cái dinh thự, các cái biệt phủ, khu sinh thái của các quan chức cấp cao hiện nay, nó không chỉ giới hạn ở một vùng, một lãnh thổ, mà bao gồm rất nhiều những cái vị trí đất vàng trên toàn quốc, thậm chí ở nước ngoài họ cũng có rất nhiều. Trở lại những cái vấn đề liên quan tới câu chuyện hội nghị Trung ương 8, tại sao kỷ luật ông Lê Đức Thọ với lý do không kê khai tài sản, trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái người từng tuyên bố một cách công khai, ông không kê khai tài sản với lý do liên quan tới bí mật đời tư. Truyền thông nhà nước đưa tin cho biết việc ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Bến Tre, đã bị Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Theo báo Tuổi Trẻ cùng ngày cho biết, trước đó Bộ Chính trị đã kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng các cái kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc kê khai tài sản. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre ông Lê Đức Thọ. Và lập tức phản ứng của công luận ở Việt Nam cho biết chỉ vì việc kê khai không trung thực, không minh bạch về tài sản và thu nhập mà Bí thư Lê Đức Thọ bị cách tất cả các chức vụ, thế thì quá oan cho Lê Đức Thọ, bởi vì rất nhiều các cái quan chức lãnh đạo cấp cao, đồng cấp hay cấp thấp hơn, họ còn có những cái khối tài sản khổng lồ hơn Lê Đức Thọ nhiều lần. Và thưa quý vị, vào tháng 6 năm 2023, cái truyền thông nhà nước đưa tin liên quan tới việc Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ kê khai tài sản không trung thực. Có những nguồn tin tức cho biết ông Lê Đức Thọ bị lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan tới số tiền mà ông Lê Đức Thọ gửi tại các cái ngân hàng khoảng 3.000 tỷ. Đó là chưa kể tới những số lượng cổ phiếu với giá trị hơn 1.000 tỷ. Đồng thời tìm cũng cho biết Bí thư Lê Đức Thọ vốn là Tổng Giám đốc của Ngân hàng Việt Tinh Banh,
là đệ tử của cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruồi, và với một sự hậu thuẫn của ông Nguyễn Văn Bình, Lê Đức Thọ nhằm nghe vận động để giành cái chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 14 tới đây. Đó là lý do Lê Đức Thọ đã bị các thế lực cạnh tranh ở trong đảng phàn cho tới mức chấm dứt sự nghiệp chính trị ở một cái độ tuổi 53, một cái độ tuổi được cho là chín nhất hiện nay. Ngoài ra, trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 8, báo Tiên Dân đưa thông tin cho hay, tin hành lang cho biết, Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ đã phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng, rằng Lê Đức Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, con trai của Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hưng, một cái người đang nắm chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương, một cái nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Lê Minh Hưng có một thời gian công tác tại các Tổng cục Nam Bộ Công an, sau đó được biệt phái vào vụ quan hệ quốc tế của Ngân hàng Nhà nước. Sau này, Lê Minh Hưng nhanh chóng trở thành Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, hiện nay là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Được biết, tại Đại hội 14, Lê Minh Hưng sẽ giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư hay Bộ trưởng Bộ Công an, và chắc chắn có một suất Bộ Chính trị khóa 14. Trong khi đó, Lê Đức Thọ cũng công khai tuyên bố rằng ông ta không giàu bằng một cái người tiền nhiệm. Đó là ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vietinbank, hiện đang là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trong khi đó, công luận cho rằng ông Lê Đức Thọ sinh năm 1973, bị ông Trọng cách tất cả các chức vụ trong đảng, sau đó sẽ về nghỉ hưu, làm cái lý do lãng nhách khó có thể chấp nhận được. Bởi vì ngày 2 tháng 10 năm 2023, Đài Tiếng Nói Việt Nam có đưa một cái bản tin cho rằng kết quả xác minh kê khai tài sản thu nhập trong các năm 2022-2023 của Thanh tra Chính phủ, theo đó 430.000 người kê khai tài sản, chỉ có 2 người kê khai không trung thực. Và điều đó giống như một cái báo cáo của Ủy ban Tư pháp Quốc hội mới đây cho biết, trong số 13.093 các cái lãnh đạo đảng viên xác minh tài sản thu nhập của năm 2023, mà các cơ quan chức năng chỉ phát hiện được 54 trường hợp những cái người kê khai không trung thực. Dư luận xã hội cho rằng dẫu biết việc kê khai tài sản là một cái biện pháp cần thiết, quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới, nhưng rõ ràng phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 17 tháng 6 năm 2018 trong một cái buổi tiếp xúc với cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã giải thích lý do tại sao ông không kê khai tài sản theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng việc kê khai tài sản cán bộ là một cái điều rất khó và nhạy cảm bởi nó liên quan tới những cái đời tư và bí mật cá nhân. Và thưa quý vị, ai cũng biết, ngày trước ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, đó là ngày 6 tháng 5 năm 2018, trên mạng xã hội đã phổ biến một cái bức thư ký tên tập thể các cái đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải công khai minh bạch tài sản theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Được biết 54 người đã ký tên trong bức thư vừa kể, có những trí thức tên tuổi như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Bắc Kinh, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga. Sau đó được biết có 16 đảng viên công dân của xã Đồng Tâm, Hà Nội cũng tham gia ký tên vào thư yêu cầu. Và đó là lý do trong những cái ngày này, công luận Việt Nam cho rằng ý thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng trong việc thực hiện việc kê khai tài sản theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư còn như thế, thì rõ ràng nỡ nào người ta lại kỷ luật Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng. Đó là một sự bất bình đẳng và không công bằng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, chúng tôi tới quý vị các cái thông tin nổi bật. Một cái câu chuyện đầu tiên đó là việc quân đội Nga đã quyết định rút tất cả các tàu chiến ra khỏi quân cảng Sevastopol. Và đó, dư luận Nga cho rằng nó là một cái nỗi nhục của nước Nga, trong khi
Truyền thông quốc tế cho rằng đó là những cái thắng lợi rực rỡ của quân đội Ukraine. Và thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu bằng một cái bản tin liên quan tới điều mà giới phân tích quốc tế cho rằng quân đội Nga đang thực sự hoảng loạn và mất thường hướng. Đó là mạng xã hội Telegram của nước Nga cũng như Twitter đã loan tin cho biết một cái tên lửa phòng không của Nga đang bắn rơi một chiếc máy bay Su-34 mới ra lò. Được biết chiếc máy bay Su vừa kể vừa xuất xưởng có một giá trị lên tới 85 triệu đô la. Tuy nhiên, phi công đã nhanh chóng bật nút dù thoát ra ngoài. Những cái điều vừa kể theo giới phân tích quốc tế, quân đội Nga, đặc biệt lực lượng phòng không trong cái tâm trạng hoảng loạn và mất phương hướng, nên bất kỳ một cái mục tiêu nào xuất hiện, lập tức họ sẽ bấm nút để bắn hạ. Và thưa quý vị, liên quan tới các cái thông tin mà giới phân tích quốc tế cho rằng, hiện nay, việc hạn chế viện trợ từ Hoa Kỳ và những cái nỗ lực được cho là sút giảm của một số quốc gia Đông Âu, điều đó sẽ dẫn tới tương quan lực lượng giữa Nga và Ukraine sẽ có những cái điều thay đổi. Và điều đó hoàn toàn phù hợp với một cái tuyên bố mới đây của Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng chính trị châu Âu tổ chức tại Tây Ban Nha. Tổng thống Zelensky cho biết ông vẫn tin tưởng vào việc viện trợ của Hoa Kỳ và châu Âu. Ông vẫn hy vọng bất chấp những cái cơn bão chính trị đang diễn ra ở Washington và một số quốc gia Đông Âu. Đồng thời, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây rằng nếu lục địa này dao động trong việc ủng hộ Ukraine, thì Putin và Điện Kremlin có thể gây dựng lại năng lực quân sự của họ và tổ chức tấn công vào các quốc gia khác trong vòng 5 năm tới đây. Theo Reuters, trong cái bài phát biểu đầy cảm xúc, Tổng thống Zelensky đã mô tả những người dân ở thành phố Kharkov và các cái trẻ em phải học từ xa hay tham gia các lớp học tại các cái ga tàu điện ngầm bởi các cái cuộc không kích của không quân Nga. Theo các cái quan chức Ukraine cho biết, mới đây một cái cuộc tấn công của Nga vào một cái ngôi làng ở tỉnh Kharkov ngày 5 tháng 10 đã giết ít nhất 51 người, trong đó có một cậu bé chỉ 6 tuổi. Ông Zelensky nói rằng bằng cách cung cấp thêm các thiết bị quân sự cho Ukraine, các quốc gia châu Âu có thể giúp chúng ta một cái đảm bảo chung rằng các máy bay không người lái, các xe tăng hay bất kỳ một cái vũ khí nào khác của Nga sẽ không được phép tấn công bất kỳ ai khác ở châu Âu. Ông Zelensky nói chúng ta không được cho phép Putin gây bất ổn trong cái khu vực nào khác trên thế giới và các đối tác châu Âu của chúng ta phải tập trung sức mạnh để hủy hoại sức mạnh của nước Nga. Đồng thời Zelensky nói thêm, một cái sự hiện diện của nước Nga, quân đội hay lực lượng ủy nhiệm của họ trên lãnh thổ của bất kỳ một cái quốc gia nào khác nó cũng là những cái mối đe dọa đối với tất cả chúng ta, do đó chúng ta cần phải có một sự hợp tác chặt chẽ hơn, đoàn kết hơn để đẩy nước Nga ra khỏi lãnh thổ của các quốc gia khác. Trong khi đó, nói về việc cam kết hỗ trợ Ukraine trong hội nghị của cộng đồng chính trị châu Âu, có những cái tuyên bố rất cụ thể và cứng rắn trước những bất ổn chính trị cả ở Hoa Kỳ và châu Âu. Hội nghị này đã đặt ra các cái câu hỏi về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Được biết mới đây, các nhà lãnh đạo như Tổng thống Pháp ông Macron, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra những tuyên bố về việc xét tái khẳng định cam kết của họ đối với Ukraine trong bối cảnh các cái tranh chấp giữa các cái đảng viên Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ, mà điều đó đã khiến cho các cái cuộc đàm phán về ngân sách viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine trở nên phức tạp. Theo Tổng thống Joe Biden, vẫn tin tưởng rằng sẽ đạt được những cái thỏa thuận về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, sang một cách bày tỏ các cái quan ngại một cách công khai. Theo đó, với sự ủng hộ ở châu Âu dường như cũng kém vững chắc hơn khi Thủ tướng thân Nga ông Robert Fico giành chiến thắng trong cái cuộc bầu cử ở Slovakia. Và những cái điều vừa kể đã khiến cho Tổng thống Zelensky buộc lòng phải thừa nhận những cái lo ngại. Nhưng ông Zelensky cho biết bản thân ông vẫn lạc quan với cái việc sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Hoa Kỳ và NATO.
Ông Zelensky cho biết, tình hình đối với nước Mỹ hiện nay rất nguy hiểm. Đó là một giai đoạn rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và châu Âu sẽ ở bên cạnh Ukraine và chúng ta sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, được biết người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, đưa ra những tuyên bố cho hay Liên minh châu Âu đang xem xét nghiên cứu một cái gói hỗ trợ cho Ukraine ước chừng 50 tỷ euro cho cái giai đoạn 2024-2027. Đồng thời, người đứng đầu Ủy ban châu Âu cho biết thêm bà rất tin tưởng về việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, được biết Tổng thống Pháp ông Macron đã khẳng định Ukraine vẫn có thể tiếp tục trông cậy vào cái sự hỗ trợ từ các quốc gia châu Âu. Ông Macron nói, có một cái cam kết rất sâu sắc, rất mạnh mẽ, bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta đang nói về châu Âu, nói về một cái khả năng đạt được hòa bình lâu dài trên lục địa của chúng ta. Trong khi đó, Thủ tướng Đức ông Scholz cho biết Cộng hòa Liên bang Đức đang xem xét về việc cung cấp thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine vào những tháng mùa đông tới đây. Ngoài ra, có những nguồn tin chính phủ Tây Ban Nha cũng cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine 6 hệ thống phòng không Hawk để bảo vệ hành lang ngũ cốc cũng như các cái hạ tầng cơ sở quan trọng của nông nghiệp nước này. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể trong cái bản tin của AFP với tiêu đề Ukraine sẽ được châu Âu cung cấp thêm các hệ thống phòng không. Theo AFP cho biết, có cái cuộc họp thượng đỉnh tại Granada, miền Tây Tây Ban Nha, các lãnh đạo 40 quốc gia thành viên cộng đồng chính trị châu Âu đã đưa ra những cái tuyên bố bày tỏ những cái thiện chí với Tổng thống Zelensky qua việc cam kết tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev để chống lại quân đội Nga, tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev để chống lại quân xâm lược Nga. Theo AFP, Tổng thống Zelensky đã cho rằng chúng tôi có rất nhiều những cái hệ thống phòng không hơn, các cái thỏa thuận rất rõ ràng và điều này rất quan trọng trước khi mùa đông đang đến. Ông Zelensky cho biết, tôi xin thay mặt nhân dân Ukraine cảm ơn Tây Ban Nha, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức và Anh Quốc. Vẫn theo AFP, Ngoại trưởng Cộng hòa Liên bang Đức bà Annalena Baerbock đã tuyên bố trên mạng Twitter rằng Đức sẽ làm mọi việc để Ukraine có thể phòng thủ trước các vụ khủng bố bằng tên lửa của nước Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz thông báo rằng Ukraine tiếp tục giao các hệ thống phòng không Patriot mới cho Ukraine. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức nhận định việc đảm bảo phòng không đối với cái hệ thống này cực kỳ hiệu quả và nó là một cái điều quan trọng nhất đối với chúng tôi hiện nay. Trước đó, khi được Nhật báo Bild hỏi về việc cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, Thủ tướng Đức đã không trả lời, nhưng thay vào đó, ông nhắc tới cái việc triển khai các hệ thống tên lửa phòng không để bảo vệ bầu trời cho Ukraine. Đồng thời, Thủ tướng Đức cũng đưa ra các cái lưu ý cho rằng cần phải đảm bảo chiến tranh không leo thang, nước Đức sẽ không trở thành một cái bên tham chiếm trực tiếp. Trong khi đó, Điện Kremlin cụ thể Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine sẽ chỉ tồn tại không quá một tuần nếu không được phương Tây cung cấp vũ khí. Và thưa quý vị, vẫn theo AFP trong cái bản tin với tựa đề Hạm đội Biển Đen rút khỏi căn cứ Sevastopol, một cái chiến thắng quan trọng của Ukraine. Theo AFP cho biết quân đội Nga sẽ lập một cái căn cứ hải quân ở Abkhazia, một cái vùng ly khai thân Nga của Georgia. Những cái thông tin vừa kể được một cái lãnh đạo vùng này thông báo ngày 5 tháng 10, đồng thời xác nhận rằng một cái cuộc hành hương quân sự của hạm đội Biển Đen Nga mà một số tờ báo nước Mỹ cũng như các cái cơ quan truyền thông độc lập của Nga đưa tin xác nhận những cái điều vừa kể. Trong khi đó, với tiêu đề tàu chiến Nga rút khỏi Sevastopol, một cái nỗi nhục lớn đối với Putin, theo AFP cho biết, đối với một số nhà phân tích thì một cái cuộc chặn chạy trốn của hạm đội Biển Đen làm cái nỗi sỉ nhục lớn đối với Tổng thống Nga Putin. Những cái điều vừa kể được chuyên gia Ruth Dejermon ở một cái đại học nổi tiếng của Anh Quốc nhận định cho rằng
việc duy trì một cái căn cứ chính ở Crimea cho hạm đội Biển Đen là một cái mục tiêu, hoặc nó thậm chí làm cái mục tiêu chính của nước Nga, kể cả Liên Xô cũ từ trước năm 1991 cho tới năm 2014. Đó là lý do chiến lược để nguyên thủ Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 nhằm duy trì căn cứ quân sự Sevastopol để khống chế biển Azov và kiểm soát toàn bộ Biển Đen. Theo AFP, cảng Sevastopol trở thành một cái căn cứ chính của hạm đội Biển Đen với một cái đội tàu chiến hùng hậu, rời hai cảng đầy tính biểu tượng này để trở về một cái số cảng được cho là an toàn hơn, vẫn ở trên bán đảo Crimea hay xa hơn ở khu vực Biển Đen. Thậm chí rút hạm đội về phía Nam Nga hay khu vực Abkhazia là những cái lời thú nhận cho thấy sự bất lực của quân đội Nga trước các cái cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Ukraine trong nhiều tháng vừa qua. Trong khi đó, AFP cho rằng đối với quân đội Kiev đó là một thắng lợi phi thường, vì một cái nước không có lực lượng hải quân hùng hậu như Ukraine vậy mà đã thành công trong việc đuổi được một cái phần lớn của hạm đội Biển Đen và buộc một cái cường quốc quân sự thứ hai trên thế giới như Nga phải chuyển sang cái thế phòng thủ. Trong khi đó, Wall Street Journal ngày 20 tháng 9 cũng đưa ra những cái bình luận cho rằng đồng thời vô hiệu hóa các chiến dịch tàu đổ bộ. Theo đó, từ đầu tháng 8 năm 2023, Hải quân Nga không ngừng hứng chịu những cái thiệt hại nghiêm trọng trên bán đảo Crimea. Một cái chiến hạm có tên Olegorovsky đã bị hư hại sau một cái vụ tấn công bằng xuồng không người lái ngày 4 tháng 8. Sau đó là cái vụ tấn công vào cái xưởng đóng tàu tại Sevastopol bằng tên lửa Storm Shadow được thực hiện ngày 13 tháng 9 và đã làm hư hai tàu đổ bộ lớp Nisker và lớp Robucha. Đồng thời một cái tàu ngầm có tên Rostov là đồ ngò lớp Kilo cũng đang được tu sửa. Và điều đó không chỉ gây ra những cái gián đoạn cho những cái hoạt động bảo trì tàu chiến của Nga, mà quân đội Ukraine còn khiến cho các cái kế hoạch tấn công của Nga đã gặp trở ngại và bế tắc. Một cái câu hỏi đặt ra, vậy Putin và Điện Kremlin họ có lo ngại mất bán đảo Crimea hay không? Đó là cái câu hỏi của tuần báo Newsweek đưa ra. Một cái việc được lưu ý đó là việc quân đội Nga đang đặt một cái hệ thống răng rồng ở phía đông bán đảo Crimea, dù rằng ở một cái vị trí rất xa mặt trận, nhưng dường như đã cho thấy chính quyền Moscow đã thực sự sợ mất toàn bộ bán đảo Crimea. Và liệu một cái viễn cảnh như thế có trở thành hiện thực trong khi các cái tàu chiến hạng nặng của Nga đang lũ lượt rời khỏi Sevastopol để bảo toàn lực lượng? Trong khi đó, vẫn theo Newsweek cho biết, các cái tàu hộ tống chống tàu ngầm Admiral Essen và Admiral Makarov cộng với 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng diesel cộng với 5 tàu đổ bộ và rất nhiều những cái tàu phóng tên lửa cỡ nhỏ đang lần lượt rời khỏi quân cảng Sevastopol. Song dĩ nhiên nước Nga vẫn có thể hoàn toàn có thể tấn công Ukraine từ các cái căn cứ mới. Tuy nhiên việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua ngã Biển Đen sẽ phần nào bớt bị những cái tàu chiến của Nga sách nhiễu. Ngoài ra theo giới chuyên gia, cho dù chuyển sang các cái căn cứ quân sự xa hơn, song đội tàu chiến của Nga vẫn chưa hẳn tránh được các cái đợt tấn công mới của Ukraine, bởi hiện nay quân đội Ukraine có rất nhiều những loại tên lửa được đồng minh phương Tây cung cấp, đó là các cái tên lửa Storm Shadow của Anh Quốc, Scalp-AT của Pháp. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng vừa thông báo họ tiếp tục gửi cho Ukraine những cái tên lửa tầm xa có tầm bắn trên 300 cây số. Đó là loại tên lửa áp thách rất hiệu quả. Loại tên lửa này có thể phóng từ mặt đất hay hệ thống HIMARS. Còn những cái thông tin của nhật báo Le Figaro cho biết chính quyền Cộng hòa Liên bang Đức cũng sẵn sàng để chuyển giao tên lửa Taurus cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, theo AFP, một trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga đã giảm thiểu tầm quan trọng của cái đợt rút lui khỏi cảng Sevastopol. Theo đó, trung tâm này cho rằng các cái đợt
Những cái việc di chuyển vừa kể chỉ là các đợt luân chuyển thông thường của tàu chiến Nga. Dù vậy, càng lùi xa khỏi Biển Đen, nước Nga sẽ mất đi những cái nguy cơ về khả năng có thể kiểm soát khu vực cũng như bán đảo Crimea. Trong khi đó, liên quan tới chiến sự Ukraine, một cái bản tin cuối cùng chúng tôi đến quý vị đó là quân đội Ukraine ở chiến trường đã nhận được hơn 2.000 máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo ở mặt trận Ukraine. Trong một cái thông báo từ trung tâm Army of Donetsk thông báo gần 2.000 máy bay không người lái có trí tuệ nhân tạo Ivomac 4T sẽ được gửi ra mặt trận. Và những cái điều vừa kể được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số ông Mikhail Fedorov công bố vào ngày 6 tháng 10 trên mạng xã hội Telegram. Theo Phó Thủ tướng Mikhail Fedorov cho biết, những cái máy bay không người lái Orthel Ivomac 4T đã được mua bằng tiền từ các chương trình Army of Drones của chính phủ. Và một cái chương trình vừa kể sẽ giúp cho quân đội Ukraine đạt được thành công trong việc trinh sát, điều chỉnh pháo binh cách an toàn, thậm chí giúp cho quân đội Ukraine có thể tìm ra những cái tên xâm lược Nga, giấu được ngụy trang kỹ càng ra sao bởi một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo mới nhất. Theo đó, trí tuệ nhân tạo tự động xác định các loại mục tiêu khác nhau, theo dõi chúng ở các cái độ cao lớn trong việc truyền dữ liệu. Sau đó, các cái máy bay trực thăng tấn công và pháo binh phía sau sẽ hoạt động. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, cách đây không lâu, quân đội Ukraine đã được bàn giao một cái lô máy bay không người lái, trong đó có những loại máy bay không người lái mới nhất, hoàn toàn bí mật. Và được biết, trong tuần vừa qua, máy bay không người lái FPU đã tấn công một cái trạm radar ở khu vực Kurd và phá hủy một hệ thống phòng không Chiem giá trị gần 1,2 tỷ đô la ở thành phố Belgorod. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.